Xin chào các bạn. Cùng với sự phát triển của luật pháp quốc tế về biển và đại dương, thì ranh giới các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển càng ngày càng được mở rộng hơn. Trước khi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 có hiệu lực, thì các nước ven biển chỉ có chủ quyền đối với nội thủy, lãnh hải và có quyền tài phán quốc gia đối với vùng tiếp giáp lãnh hải và thềm lục địa. Với việc tăng thêm số lượng các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời mở rộng ranh giới một số vùng biển có liên quan như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Như vậy thì theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có vùng trồng lấn về nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với hầu hết các nước xung quanh Biển Đông như Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thái Lan và Campuchia. Trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu về quá trình phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với Indonesia và Philippines. Vậy trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về việc phân chia Biển Đông giữa Việt Nam và Malaysia nha. Chủ quyền biển đảo của Malaysia. Malaysia là quốc gia Đông Nam Á hải đảo với diện tích là 330.803 km² và dân số hiện nay là 33,2 triệu người. Quốc gia này có hai vùng lãnh thổ chính là khu vực phía nam bán đảo Mã Lai và một phần phía bắc của đảo Borneo. Malaysia có chiều dài đường bờ biển là hơn 4.600 km, nhỉnh hơn một chút so với chiều dài 3.600 km đường bờ biển của Việt Nam. Quốc gia này cũng sở hữu hơn 878 hòn đảo lớn nhỏ, con số này nhỏ hơn nhiều so với gần 4.000 hòn đảo của nước ta. Là một quốc gia thuộc nhóm các nước Đông Nam Á hải đảo, nên Malaysia cũng là bên có chủ quyền và những yêu sách trên Biển Đông. Bên cạnh đó, vào ngày 10 tháng 12 năm 1982, Malaysia đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Đến ngày 14 tháng 10 năm 1996, chính quyền Kuala Lumpur đã phê chuẩn công ước này. Chính vì vậy mà mọi tuyên bố chủ quyền của quốc gia này đều phải dựa trên những quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vì mục đích an ninh và thực thi của cảnh sát biển Malaysia, nên vùng biển của quốc gia này sẽ bao gồm đường cơ sở thẳng, nội thủy, lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Trong đó, đường cơ sở thẳng của Malaysia là tập hợp các đường trắc địa bao quanh quốc đảo này và là nơi xác định các quyền lợi hàng hải. Các điểm của đường cơ sở đã được Cục Đo đạc và Bản đồ Malaysia phối hợp với Trung tâm Thủy văn Quốc gia và Hải quân Hoàng gia Malaysia thực hiện từ năm 1998 đến năm 2005. Theo đó, công việc đo đạc được thực hiện dựa trên các phương pháp trắc địa và đo đạc thủy văn theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Cẩm nang Kỹ thuật của Mỹ. Sau khi hoàn thành, theo Điều 16 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Malaysia đã gửi danh sách tọa độ cho Phòng Đại dương và Luật Biển, một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc. Theo đó, đường cơ sở thẳng của Malaysia có 158 điểm, trong đó 95 điểm cơ sở ở bán đảo Mã Lai, với điểm đầu ở Batu Buta, còn điểm cuối ở Bengkalan Kubor. Tiếp theo là 16 điểm ở bang Sarawak, với điểm đầu nằm tại Tizi Datu và điểm cuối ở Betting Sunda. Cuối cùng là 47 điểm ở Sabah, trong đó có điểm đầu là Padas Damit, còn điểm cuối là Phi Sebatik, nằm gần giữa biên giới Malaysia và Indonesia. Còn vùng nội thủy là các vùng biển nằm về phía đất liền của đường cơ sở. Trong khi các vùng biển bao gồm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nằm về phía biển của đường cơ sở. Tại vùng này, Malaysia có quyền thực thi chủ quyền đối với vùng nội thủy, vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, dựa theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các hiệp định hiện hành khác. Tiếp đến là vùng lãnh hải. Vùng này được xác định là khu vực có kích thước 12 hải lý, khoảng 22,2 km, tính từ đường cơ sở hoặc tính từ đường mực nước thấp nhất tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, theo đạo luật lãnh hải năm 2012 của Malaysia quy định, 12 hải lý là chiều rộng của lãnh hải trên khắp Malaysia, ngoại trừ trường hợp bang Sabah và bang Sarawak ở phía bắc đảo Borneo. Đây là hai nơi có vùng biển phục vụ khai thác hoặc thăm dò, nên lãnh hải bị giới hạn ở 3 hải lý. Tại đây, Malaysia có quyền thực thi chủ quyền đối với lãnh hải, không phận trên lãnh hải, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển sao cho phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vùng đặc quyền kinh tế. Đây là vùng biển bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải của nước này trong phạm vi 200 hải lý, tức là 370,4 km, tính từ đường cơ sở hoặc tính từ đường mực nước thấp. Theo đó, thì Malaysia tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế EEZ rộng 334.671 km² với 200 hải lý, tức là 370,4 km, tính từ bờ biển. Vùng EEZ của quốc gia này bao gồm hai phần lớn ở khu vực phía nam của Biển Đông. Trong khu vực này, Malaysia có quyền thực hiện các quyền chủ quyền như thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên sinh vật và vi sinh vật, hữu cơ và phi hữu cơ sao cho phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vùng thềm lục địa. Vùng này được xác định bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển kéo dài ra đến rìa ngoài của lục địa,
hoặc đến khoảng cách 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải, được phân định theo Điều 76 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong khu vực này, Malaysia thực hiện các quyền chủ quyền đối với thềm lục địa, bao gồm quyền thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật, hữu cơ hoặc phi hữu cơ, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như các luật và hiệp ước hiện hành khác. Chính vì vậy mà vùng thềm lục địa của Malaysia lại đang chồng lấn với thềm lục địa của các quốc gia lân cận, từ đó tạo ra những tranh chấp, trong đó có tranh chấp với Việt Nam. Các yêu sách của Việt Nam và Malaysia. Hiện nay Việt Nam và Malaysia tồn tại 3 khu vực tranh chấp trên Biển Đông, đó là Vịnh Thái Lan, thềm lục địa chồng lấn và các thực thể của quần đảo Trường Sa. Cụ thể ở Vịnh Thái Lan, cả Việt Nam và Malaysia đang tồn tại một vùng thềm lục địa chồng lấn rộng khoảng 2.800 km2. Vùng này hình thành bởi đường ranh giới thềm lục địa do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố năm 1971 và đường ranh giới thềm lục địa được thể hiện trên hải đồ của Malaysia công bố năm 1979. Sở dĩ có sự khác nhau là do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẽ đường trung tuyến có tính đến các đảo của hai bên, tức là lấy đường trung tuyến giữa đảo Hòn Khoai của Việt Nam và đảo Redang của Malaysia. Trong khi phía Malaysia lại lấy đường trung tuyến tính từ đảo Redang đến mũi Cà Mau của Việt Nam. Do vậy nên vùng chồng lấn giữa hai quốc gia kéo dài ra cả bên ngoài của Vịnh Thái Lan. Mặc dù khu vực chồng lấn trong Vịnh Thái Lan không quá rộng, nhưng có tiềm năng rất lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên. Vào đầu những năm 1940, trong khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia đã phát hiện ra 3 mỏ dầu khí có thể đưa vào kế hoạch phát triển. Tuy nhiên, hai quốc gia chưa có một đường biên giới rõ ràng trong khu vực chồng lấn này, nên việc khai thác mỏ này tạm thời gác lại. Ngoài ra còn có vùng chồng lấn 3 bên giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Hiện nay, 3 quốc gia vẫn đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận chung về việc khai thác ở vùng chồng lấn. Hiện mới chỉ xác định được tọa độ địa lý và diện tích của khu vực này, chứ chưa có bất kỳ một hiệp định nào được thông qua giữa ba nước. Khu vực này gồm 4 điểm được đánh số từ 1 đến 4, trong đó điểm 1 có tọa độ gần như trùng khớp với điểm C của đường CK, biên giới biển giữa Việt Nam và Thái Lan. Điểm 2 cách điểm 1 khoảng 52 km về phía Tây. Tiếp đến là điểm 3 và điểm 4. Nối cả 4 điểm lại với nhau, chúng ta được một khu vực khai thác chung giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, với tổng diện tích khoảng 232 km2. Mặc dù có diện tích khá khiêm tốn, nhưng khu vực này lại chứa đựng rất nhiều tiềm năng về nguồn lợi hải sản cũng như dầu khí. Hy vọng trong tương lai, ba nước sẽ có tiếng nói chung để cùng khai thác khu vực này một cách hiệu quả. Trải nghiệm combo cát cội 10 bước chưa từng có và không ở đâu có ngoài 30 Shy. Combo cát cội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Bên cạnh vùng trồng lấn trong Vịnh Thái Lan, Việt Nam và Malaysia còn có vùng trồng lấn trong khu vực Nam Biển Đông. Theo đó, vào năm 2009, Việt Nam và Malaysia đã nộp báo cáo chung về thềm lục địa ngoài 200 hải lý của hai nước lên Ủy ban về giới hạn thềm lục địa, được gọi tắt là CLCS, ở vùng biển phía nam của Biển Đông, nằm giữa hai đường bờ biển đối diện của hai nước. Tại báo cáo chung, hai bên đã thống nhất một khu vực xác định được cho là thềm lục địa ngoài 200 hải lý của hai nước. Đồng thời, cả Việt Nam và Malaysia cũng ghi nhận việc tồn tại tranh chấp liên quan đến phân định thềm lục địa tại khu vực xác định. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 76 và các quy định khác có liên quan đến Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng với đó là bộ thủ tục hoạt động của CLCS. Chính quyền hai bên cho rằng các tranh chấp này không ảnh hưởng đến việc CLCS xem xét báo cáo chung. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Malaysia đề nghị cơ quan này xem xét và đưa ra khuyến nghị để hai nước có thể xác định chính xác ranh giới của khu vực xác định, sao cho phù hợp với quy định của Công ước. Đến năm 2019, Malaysia đã nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng trên Biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa. Đây là lần đệ trình thứ 2 của nước này. Theo đó, ranh giới mà Malaysia yêu sách nằm ở khu vực trung tâm Biển Đông, phía bắc quần đảo Trường Sa và xa về phía tây bắc của lãnh thổ Malaysia trên đảo Borneo. Ranh giới đối diện với bờ biển miền Trung Việt Nam và bờ biển quần đảo Philippines. Tuy nhiên, đệ trình này của Malaysia đã bị Trung Quốc kịch liệt phản đối, thậm chí đại lục còn muốn ngăn chặn CLCS xem xét đệ trình của chính quyền Kuala Lumpur. Ở phía ngược lại, Việt Nam là một bên có những tranh chấp với Malaysia nhưng không có phản ứng gì. Có thể lý giải đơn giản phản ứng của nước ta như sau. Theo Điều 5 Phụ lục 1 của Quy tắc Thủ tục của Ủy ban về giới hạn thềm lục địa, khi có tranh chấp giữa các quốc gia với nhau liên quan đến một đệ trình, Ủy ban chỉ xem xét và cho khuyến nghị khi có sự đồng ý trước của tất cả các bên tranh chấp. Như vậy, chỉ với một công hàm phản đối của Trung Quốc đã buộc Ủy ban không xem xét đến đệ trình của Malaysia. Đây là điều đã xảy ra với đệ trình chung của Việt Nam và Malaysia cũng như của riêng Việt Nam vào năm 2009. Với quy định như vậy, nước ta có nhiều lựa chọn để phản ứng với đệ trình của Malaysia. Trong đó, việc im hơi lặng tiếng là có thể chấp nhận được.
bởi vì chỉ với sự phản đối của Trung Quốc, đệ trình của Malaysia cũng không được xem xét. Nếu muốn CLCS xem xét, chính quyền Kuala Lumpur cần thuyết phục được Trung Quốc rút phản đối. Nếu đại lục chấp thuận, thì lúc đó Việt Nam mới cần nghĩ đến việc có nên phản đối hay không. Như vậy, việc nước ta lên tiếng phản đối khi Malaysia đệ trình là không cần thiết và đôi khi còn gây cảm giác không dễ chịu cho phía nước bạn, từ đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển tình đoàn kết giữa các quốc gia. Bên cạnh các vùng trồng lớn thì các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa cũng là một trong những chủ thể tranh chấp giữa Việt Nam và Malaysia. Theo đó, phía Malaysia đã công bố bản đồ về thềm lục địa vào ngày 21 tháng 12 năm 1979, đồng thời đưa ra yêu sách chủ quyền với tất cả các đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Trong đó có cả những yêu sách về các đảo tại phía nam quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cụ thể, Malaysia tuyên bố chủ quyền đối với hơn 10 đảo san hô vòng ở quần đảo Trường Sa, khi nước này cho rằng tất cả chúng đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, khoảng 370,4 km, đồng thời chiếm đóng trái phép 7 đảo đá san hô là bãi thám hiểm, đá én ca, đá kỳ vân, đá kiệu ngựa, đá suối cát, đá hoa lau và đá xác lốt. Ba đảo đá còn lại hiện do Việt Nam và Philippines đóng giữ là đảo An Bang, đá Tốc Tan và đá Công Đo. Hơn nữa, chính phủ Malaysia dường như đã nhượng lại yêu sách của mình đối với thực thể thứ 11, đó là đá Luisa, trong một thỏa thuận song phương với Brunei vào năm 2009 để phân định ranh giới trên biển giữa hai quốc gia. Còn về yêu sách của Việt Nam trên Biển Đông, có thể được chia làm hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là tuyên bố của nước ta đối với các vùng biển tạo ra từ đất liền. Cụ thể, chính quyền Hà Nội tuyên bố chủ quyền với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, khoảng 370,4 km tính từ đường cơ sở, và thềm lục địa mở rộng 350 hải lý ở hai phần của Biển Đông, theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thứ hai là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Malaysia chiếm quần đảo Trường Sa. Chính quyền Malaysia trước năm 1970 cũng chưa từng tuyên bố quần đảo Trường Sa hay bất cứ thực thể nào của quần đảo này thuộc về chủ quyền của mình. Đồng thời, quốc gia này cũng không có bằng chứng cho thấy các chính quyền cai trị trong lịch sử có phản ứng đối với tuyên bố và hành động khẳng định chủ quyền của các nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa. Theo đó, Malaysia chỉ thực sự đề cập đến yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa vào năm 1971, khi đại sứ Malaysia ở Sài Gòn gửi công hàm số EZ771 cho chính quyền Sài Gòn để hỏi xem quần đảo Trường Sa có phải là đảo Việt Nam không, và chính quyền Sài Gòn khi đó có yêu sách chủ quyền không. Cùng với đó, Malaysia thông báo rằng quần đảo này nằm trong lãnh thổ của một quốc gia mới ở Biển Đông là Cộng hòa Morat Songkrachti Muse, trước đây là Vương quốc Nhân Đạo. Trước những tuyên bố vô lý như vậy, chính quyền Sài Gòn đã gửi công hàm bác bỏ quan điểm trên của Malaysia, đồng thời tiếp tục khẳng định quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Còn phía Malaysia đã im lặng và không tỏ thái độ gì. Tuy nhiên, kể từ năm 1979 đến năm 1988, lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, cùng với việc Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Malaysia đã công khai đưa ra yêu sách chủ quyền đối với phần phía nam của quần đảo Trường Sa, đồng thời triển khai các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền ở khu vực này như xuất bản bản đồ, công bố ranh giới thềm lục địa bao trùm lên vùng phía nam của Trường Sa, trong đó có một số đảo đá mà Việt Nam đang quản lý. Sau đó là gửi công hàm cho Sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur nhằm khẳng định đảo An Bang thuộc chủ quyền của Malaysia và bác bỏ quan điểm An Bang nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc Việt Nam. Đến năm 1983, nước này còn gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để phản đối tuyên bố về đường cơ sở của chính phủ Việt Nam, đồng thời khẳng định các đảo An Bang, đá Công Đo và đá Hoa Lau là một phần của lãnh thổ Malaysia. Sau đó không lâu, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng phòng thủ quốc gia Malaysia đã đưa quân chiếm đóng đá Hoa Lau và đào một con kênh ở khu vực này. Tiếp đến là chiếm đóng đá Kỳ Vân và đá Kiệu Ngựa. Vào năm 1988, Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố các đá Hoa Lau, đá Kỳ Vân, đá Kiệu Ngựa, đá Luisa đều nằm trên thềm lục địa của Malaysia, nên các thực thể này thuộc về Malaysia. Đến năm 1999, nước này tiếp tục chiếm thêm hai thực thể lúc nổi lúc chìm ở quần đảo Trường Sa, đó là bãi thám hiểm và đá én ca, sau đó triển khai một số hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trên hai thực thể này. Vào năm 2008, Phó Thủ tướng Najib Razak, người sau này sẽ trở thành Thủ tướng thứ 6 của Malaysia, đã ra bãi Hoa Lau thị sát tình hình và tái khẳng định chủ quyền ở khu vực này cùng bốn thực thể khác. Hoạt động này của Malaysia khiến tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là vào năm 2009, Thủ tướng Malaysia khi đó là ông Abdullah Ahmad Badawi đã đi thăm và kiểm tra đảo Hoa Lau mà Malaysia gọi là đảo La Giang thuộc quần đảo Trường Sa. Các yếu tố đưa ra yêu sách.
Sở dĩ chính quyền Malaysia đưa ra yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa là dựa vào 3 yếu tố. Về yếu tố kế cận, Malaysia lập luận rằng các đảo này thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tuy nhiên, lập luận này không có cơ sở theo luật quốc tế vì chỉ có chủ quyền trên các đảo và đá mới mang lại danh nghĩa quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển lân cận, chứ không phải ngược lại. Tiếp đến là yếu tố phát triển. Về phần này, Malaysia lập luận rằng các đảo, đá và bãi cạn này thuộc chủ quyền của Malaysia từ lâu đời, nằm trong vương quốc cổ, nhưng không đưa ra được bằng chứng để chứng minh các lập luận này. Về yếu tố chiếm hữu, Malaysia dựa trên cơ sở đang chiếm hữu thực tế đối với 7 đảo, đá và bãi cạn lúc nổi lúc chìm ở phía nam của đảo Trường Sa, bao gồm bãi Luisa, đá Sắc Lốt, đá Hoa Lau, đá Kiệu Ngựa, đá Kỳ Vân, đá Én Ca và bãi Thám Hiểm. Cách giải quyết tranh chấp. Hiện nay, nhân tố trung tâm và quan trọng nhất trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông chính là Trung Quốc, bởi vì quốc gia này là bên có tiềm lực, tham vọng, yêu sách lớn nhất và quan điểm cứng rắn nhất đối với Biển Đông nói chung, cũng như các quần đảo tại đây, bao gồm cả quần đảo Trường Sa nói riêng. Do vậy mà diễn biến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, ở bất kỳ phạm vi hay phương diện nào thì nhân tố Trung Quốc đều có những ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, chủ trương và hành động của Bắc Kinh ở quần đảo Trường Sa lại phụ thuộc rất lớn vào chính sách đối nội, đối ngoại của quốc gia này. Cùng với đó là sự cạnh tranh chiến lược giữa đại lục với các nước lớn, nhất là với Mỹ. Theo đó thì những diễn biến liên quan đến vấn đề nội bộ của Trung Quốc và cục diện cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung sẽ tác động trực tiếp nhiều mặt đến tranh chấp chủ quyền giữa các bên trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam và Malaysia cũng là những bên có tranh chấp ở Biển Đông, nên hai bên cũng có vai trò quan trọng nhất định và tác động trực tiếp đến tranh chấp chủ quyền trong khu vực này. Theo quan điểm của Việt Nam, để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu hai bên tự kiềm chế, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, thúc đẩy hợp tác song phương hoặc đa phương về bảo vệ và gìn giữ môi trường biển, đồng thời tiến hành hợp tác nghiên cứu khoa học, khí tượng, chống thảm họa, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ, chống cướp biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và bảo vệ tài nguyên biển ở khu vực quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, cả Hà Nội và Kuala Lumpur phải bảo đảm tự do hàng hải theo thực tiễn của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Còn theo quan điểm của Malaysia, nước này đã đưa ra 5 nguyên tắc, trong đó nguyên tắc thứ nhất là các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại, tránh sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực. Nguyên tắc thứ hai là yêu cầu tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải phải được thảo luận và giải quyết bởi các quốc gia có liên quan thông qua các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Còn nguyên tắc thứ ba là muốn các bên có tranh chấp phải cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, làm cơ sở nền tảng thúc đẩy lòng tin trong giải quyết tranh chấp. Nguyên tắc thứ tư là các bên phải đảm bảo thực thi đầy đủ, hiệu quả DOC, nhanh chóng hoàn thiện rồi tiến tới ký kết COC. Và nguyên tắc cuối cùng là không công nhận yêu sách đường lưỡi bỏ của Trung Quốc ở Biển Đông. Thậm chí, Malaysia còn gọi yêu sách này của phía Bắc Kinh là nực cười. Chính vì những thiện chí như vậy mà sau này cả Việt Nam và Malaysia đã cùng nhau có những nỗ lực để đi đến bàn đàm phán về việc hoạch định đường biên giới trên biển nhằm khai thác nguồn tài nguyên hiệu quả trong khu vực rộng lớn. Vùng khai thác chung. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1992 tại Kuala Lumpur, hai quốc gia đã ký kết một thỏa thuận ghi nhớ về khai thác chung dầu khí giữa Việt Nam và Malaysia. Hai bên cùng nhau xác định tọa độ khu vực trồng lớn theo đường ranh giới thềm lục địa do Tổng cục Dầu khí Việt Nam công bố năm 1977 và đường ranh giới thềm lục địa thể hiện trên ranh giới hải đồ của Malaysia công bố năm 1979. Bản ghi nhớ này bao gồm 8 điều, trong đó điều 1 quy định khu vực khai thác chung giữa Việt Nam và Malaysia được hình thành theo bản ghi nhớ ngày 5 tháng 6 năm 1992, giới hạn bởi các đoạn thẳng nối 6 điểm được đánh thứ tự A, B, C, D, E, F. Điểm A nằm cách Hòn Khoai của Việt Nam khoảng 204 km về phía Tây Nam và cách mũi Kota Baru tại khu vực Pangkalan Chepa trên bờ biển Malaysia khoảng 172 km về phía Bắc. Điểm B nằm chếch lên phía trên điểm A một chút, hai điểm này cách nhau khoảng 4,48 km. Tiếp đến điểm C cách điểm B khoảng 4 km. Điểm D nằm cách điểm C khoảng 25 km về phía Đông Nam. Điểm E cách điểm D 243,2 km về phía Tây Bắc và nằm cách Hòn Vung thuộc côn đảo 307 km về phía Nam, cách đảo Pulau Tenggon 244,3 km về phía Đông Bắc. Còn điểm F nằm cách điểm E 137,6 km về phía Đông. Nối 6 điểm này lại, chúng ta sẽ được khu vực khai thác chung giữa Việt Nam và Malaysia có diện tích khoảng 2.800 km vuông. Trong khu vực này, hai nước tuân thủ nguyên tắc chia sẻ đồng đều mọi lợi nhuận,
cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Nhưng cho đến nay, hai nước vẫn chưa có một cuộc đàm phán mới nào về phân định biên giới biển, mặc dù tình hình chung là cả hai bên đều không muốn gây căng thẳng ở các khu vực tranh chấp. Chính vì vậy mà trong tương lai, hy vọng cả Việt Nam và Malaysia sẽ giải quyết được những tranh chấp còn tồn tại trong khu vực Biển Đông. Và đó là những tranh chấp cùng với quá trình giải quyết những tranh chấp giữa Việt Nam và Malaysia. Theo các bạn, trong tương lai liệu hai nước có ký kết những hiệp định nhằm làm rõ chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và tiến hành vạch ra biên giới biển trên Biển Đông hay không? Hãy để lại ý kiến xuống phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.